Oh, vâng, thưa quý vị, quá là mùi mẫn. Anh ơi, suốt đêm thao thức vì anh. Không thể tưởng tượng một hình ảnh Bảo Vy là có thể bánh bèo đến như vậy đó, thưa quý vị. Một cô gái mà Hùng biết cũng mười mấy năm nay, anh em biết nhau mười mấy năm mà không tưởng tượng được là Bảo Vy có thể bánh bèo đến như thế. Rõ ràng là sau khi lấy chồng thì hình như những năm tháng đó đã bồi đắp cho Bảo Vy cái chất đàn bà nhiều hơn, đúng không? Để Dạ. bây giờ chúng ta đã thấy là một Bảo Vy vẫn tomboy, vẫn năng động, nhưng mà rõ ràng là một người phụ nữ của gia đình nhiều hơn, không phải là một cô ngựa hoang lúc trước nữa, mà bây giờ là Dạ. đã rất đầm, lúc nào cần đầm thì đầm, lúc nào cần sung thì sung, đúng không? Dạ thì tính người thì cũng khó thay đổi, nhưng mà mình lớn rồi, mình cũng phải nhìn tới gia đình, biết lo cho gia đình tí. Vậy đó. Chứ còn em cũng là em mà, không khác gì đâu. Trong những cuộc vui thì vẫn luôn lăn xả hết mình để vui với bạn bè. Vâng, thưa quý vị, đây là một chút cô em mà Hùng rất là yêu mến, bởi vì cái sự hòa đồng và cái sự thân thiện với tất cả những người bạn bè đồng nghiệp. Một chút cô em rất khiêm tốn, mặc dù rất là tăng động, rất là tomboy trong đời sống, nhưng thật ra lại là một cô gái có một cái trái tim rất ấm áp và luôn hướng thiện. Chưa bao giờ thấy Bảo Vy có một cái động thái hay xảy ra những cái scandal trong showbiz. Chưa bao giờ thấy Bảo Vy có một cái đăng đàn để ý kiến gì để mà nói lên cái gọi là trách móc, hay là có một cái điều gì đó để làm xấu đến, ảnh hưởng đến đồng nghiệp. Rõ ràng là một trái tim rất ấm và một trong những cô gái có cái tính thiện cho con người mình rất là nhiều. Em có nghĩ là điều đó giúp cho em cân bằng được cuộc sống để bây giờ sau rất nhiều những năm tháng với hôn nhân, với gia đình, trải qua rất nhiều những cái buồn vui trong cuộc sống, Dạ. thì em đã tìm được cái sự an nhiên, bình yên với tâm hồn mình, phải chăng là được từ cái điều thiện đó, em học được từ mẹ hay từ bà ngoại của mình từ cái điều đó? Thật sự mà nói đó anh biết không, thì em cũng chỉ là con người thôi. Hồi trước đó, lúc còn trẻ cũng Đúng bốc rồi. đồng lắm, giận là nói ra rồi. Nhưng mà từ khi mình có con á, khi em làm bất cứ điều gì em cũng nghĩ tới con em hết. Nó dạy mình nhiều thứ, đúng không? Nghĩ tới con nhiều lắm, đi cho dù hai vợ chồng có mà nói qua nói lại á, thấy con nó không vui mình cũng không dám. Đó, cho nên làm cái gì cũng suy nghĩ tới con mình trước. Không có dám nói chung là hại ai nữa. Lỡ con mình nó hưởng hết sao? Con trai hưởng đức mẹ nhiều, đúng Bởi không? vậy Cho nên nên là sợ, đúng phải không? Nhiều khi trong tu. đó, vâng, thưa quý vị, người ta nói là có thờ có thiên, có kiêng có lành. Nhiều khi đấy rõ ràng là những cái này là một trong những cái điều mà ông cha để lại thôi, nhưng mà đúng với người này không đúng với người kia, nên rõ Dạ. ràng là trong cái trường hợp của Bảo Vy thì nó mang lại một hiệu quả rất tốt. Tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không? Với lại một cái nữa anh nói em an nhiên, thật sự là em cũng không có thấy buồn. Mình lùi một bước nhưng mà cả nhà đều vui, giống Đúng như rồi. đi ra ngoài đường cũng vậy, không có cần phải đòi hỏi hơn người khác. Đúng rồi. Chơi với bạn gái Mình thấy lúc đủ là đủ, đúng nào, không? dạ bạn gái là lúc nào em cũng chiều, cho nên mấy bạn nói, mấy anh chị mấy bạn nói em là nhìn em rất là tomboy, nhưng mà thật sự em lại rất là gái. Đúng Tức là mà thực sự là trong Bảo Vy có được cái tính của người phụ nữ Việt Nam, tức là nhẫn nhịn và gọi là có thể sẵn sàng, nếu trong một cái cuộc vui có thể sẽ nhận thua thiệt cho bản thân mình để cho cái cuộc vui đó được trọn vẹn, đúng không? Dạ. Nhiều khi cứ hồi xuề xòa cho xong cũng chẳng có giận ai lâu, cũng chẳng có buồn ai nhiều. Dạ. Đấy, đâu không phải là ai cũng đạt được cái điều đó, bởi vì Nhưng mà anh biết không, khi mình làm được, thật sự đối với em đó không phải làm được, mà em không có cảm thấy thua thiệt, em cảm thấy vui là được rồi. mình Chứ thấy hài còn lòng là được, dạ. đúng không? Chứ mình thấy thua thiệt thì cái đó là mình nhịn quá, anh hiểu không? Cứ em thấy vui, Cứ ok. thoải mái là được, đúng Dạ. không? Bây giờ thì vâng, thưa quý vị, nhân tiện là không có anh Bảo Liêm ở đây thì nếu như để nói một chút xíu về người chồng của mình, em sẽ nói gì với anh Bảo Liêm? Trong một Chồng gia đình là em. một người chồng như thế nào, là một người trai ra làm sao? Chồng em là một người chồng khó tính, Khó tính. hay giận. Kể hết đi em. Một người cha hả, Rất là rất là nghiêm khắc nóng tính, hả? rất là nghiêm khắc. Chồng em không có biết nói ngọt. Ok. Nhiều khi anh nói bình thường cũng tưởng đánh la nữa. Tức là nói lớn, đúng không? Có thói quen nói lớn. Là không có biết nịnh ai. Có nghĩa thẳng đánh như ruột ngựa vậy đó. Nhưng mà bên trong con người ảnh Cái tâm tốt, á đúng không? thì rất là hiền. Và đặc biệt rất là thương vợ Dạ. con. Chỉ cần là mình nói nhẹ thôi, chồng ơi mình phải vậy vậy Là hả? đổ, đúng không? Bây giờ vì em bật mí với khán giả của đài VNTV đi, là em đổ anh Bảo Liêm ở cái điểm nào? Nói Bởi vì thật rõ ràng lòng ngày luôn. xưa thì khi ở cái thời điểm mà hoàng kim của mình thì vâng, thưa quý vị, Bảo Vy thời điểm đó là một những cô hot girl rất là sexy, tương tác rất đẹp trong cái nhóm nhạc nữ đang rất được kỳ vọng tại Sài Gòn. Anh Liêm thì cũng có số tuổi rồi, đúng không? Dạ. Thì cái điểm gì ở anh Liêm thu hút em? Sự thật đó thì
lúc mà lần đầu tiên gặp anh Liêm á, ảnh là người đổ em trước. Vừa gặp là ảnh thương rồi, thương em vừa cái lúc mà gặp là ảnh đã để ý em luôn rồi. Nhưng mà khi mà ảnh theo em á, em vẫn nghĩ là tại người ta nói á, đàn ông ở Cali á đào hoa lắm đúng không? Không nên chắc tin. Là chỉ đùa vui thôi. Dạ. Này kia. Nhưng mà ảnh theo đuổi em thì khi ảnh kể về gia đình của ảnh á, thì cái điểm đầu tiên mà em thương ảnh á là ảnh ly dị vợ, một mình nuôi ba đứa con. Cũng đang có những sự mất mát và hụt hẫng trong tình cảm đúng không? Cái chuyện ly dị vợ thì bình thường anh. Nhiều khi mình nhìn người này ly dị mình cũng không thích nữa. Nhưng mà một mình ảnh nuôi ba đứa con. Wow. Trong khi má em á ly dị chồng, chồng bỏ, một mình nuôi ba đứa con. Tức là mình nhìn thấy cái công khó của một người mà sau ly dị đã buồn rồi mà lại còn phải nuôi con, rồi phải đóng luôn cả vai trò người cha người mẹ luôn, một mình phải đóng cả người cha người mẹ đúng không? Nhưng mà nếu một người á mà là có làm cha tốt á thì chắc chắn làm chồng cũng tốt. Rõ ràng là cái này là anh Bảo Liêm là phải rất là biết ơn bà mẹ vợ, bởi vì là nhìn vào bà mẹ vợ mà chính từ câu chuyện của bà mẹ vợ cho nên là mới khiến cho Bảo Vy có được một cái nhìn, một cái tấm gương đa chiều để cảm nhận liền và có sự đồng cảm liền ở anh Bảo Liêm đúng không? Dạ. Vâng thưa quý vị, thật ra thì còn nhiều điều Hùng muốn khai thác của cô em của chúng tôi lắm, nhưng mà chắc là sẽ là một dịp gần đây nhất. Khi có một chuyện gì vui Hùng sẽ mời, nếu như lần sau Hùng sẽ mời luôn cả anh Bảo Liêm lên để mà chia sẻ nhiều hơn về đời sống vợ chồng. Dạ. Về rất nhiều những buồn vui của nghề đúng không? Bây giờ thì để khép lại những live show đặc biệt này, xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Huỳnh Anh, ca khúc Thủa Ấy Có Em. Chính nghĩa là Thủa Ấy Có Anh chứ đúng không? Cảm ơn Bảo Vy rất nhiều, mời em gửi lời chào đến khán giả. Bảo Vy rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và lắng nghe những cái tâm sự của Bảo Vy, của riêng mình. Cảm ơn anh Lê Việt Hùng cho em cơ hội để nói lên tiếng nói của mình. Tại vì anh cũng biết đó, làm ca sĩ tay ngang vô hài đó phải cảm ơn khán giả nhiều lắm vì đón nhận em. Chứ em lúc vô anh cũng biết mà, lơ tơ mơ lắm. Hãy giữ những cảm xúc đó cho cái show kế tiếp của Khách Mời Âm Nhạc khi Hùng mời trở lại được cả anh Bảo Liêm và Bảo Vy nhé. Cảm ơn em thật nhiều và xin được chào tạm biệt tất cả quý vị tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi, yêu đôi mi ngà lặng mắt thắm tóc xanh buông lạ lời, nhớ em nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em anh chưa từng âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng, hỡi em về đâu cho lòng này luôn nhớ nhau. Em dần xa mãi ngày đi buồn không nói dù một câu cho vơi nhớ. Tâm tư buồn đau kể từ ngày xa cách.
vắng anh nên em thường hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư buồn đau kể từ ngày xa cách. Tâm tư buồn đau kể từ ngày.